Giờ chỉ còn mình ta chiếm lĩnh thôi. Người nào bị tiểu đường mà không sợ ta? Tên sầu riêng kia, hãy xem thần chú của ta đây. Umbrella tôi ngộ không bay ra. Bay ra để cấn đáp quả đầu tiên của ngươi thì có. Thôi, vậy thôi ta đi đây. Hãy xem đây, Umbrella Batman bay ra. Bay ra để ăn cái dạng của ngươi thì có. Cô ơi còn non và xanh lắm em ơi. Muốn xanh hay chín, ta đều có nè. Trời ơi, mệt lắm rồi nha. Giờ tới gì đây? Cái này là ngươi sợ chắc luôn. Thực chết sợ cái gì chứ? Giờ thì ai cãi được ta? Tên sầu riêng kia, dừng lại. Gì nữa đây? Có tài năng gì? Mau nó ra đây. Umbrella Insulin, da đầm tuôn ra. Insulin hả? Thôi tao có chơi đâu. Wow. Ghê nha. Cũng thường thôi chị Áo. Thường cái gì chứ, người ta cả đang khen thiệt đó. Nổ ghê quá mà. Hả? Nổ đâu mà nổ, thiệt mà. Trời, ai mà tin được chứ. Đúng không Dr. Khỏe? Ta tin đó nha Ốc Thành Dân. Cái gì chứ? Dr. Khỏe tin? Ủa là sao? Không lẽ lẽ với chẳng gì chị Ốc ơi. Dụng đó thiệt chứ bộ. Đốc tôi phải giải thích cho ốc đi thì ốc mới thấy thuyết phục được chứ. Ốc thấy là ngộ rồi đó, thấy cấn rồi đó. Cấn cái gì chứ, da đàm vốn chứa hơn 75 hợp chất hoạt tính như là vitamin, enzyme, khoáng chất, lignin, saponin, acid salicylic, acid amin. Đây là các hợp chất đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện mức đường huyết. Wow, Đốc tôi khỏe nói như vậy có nghĩa là nha đam có nhiều công dụng trong việc ổn định đường huyết. Ghê vậy ta? Ghê thiệt luôn á. Gì đâu mà ghê chứ. Nha đam em cũng chứa nhiều nguyên tố di lộn như rom, magie, mangan, kẽm. Những nguyên tố này giúp cải thiện hiệu quả insulin trong cơ thể để chuyển hóa đường. Thôi được rồi, ốc tạm tin rồi. Tuy nhiên là để cho ốc tâm phục khẩu phục á, thì hai thầy trò phải nói cho ốc biết là mình dùng da đam như thế nào để có công dụng ổn định đường huyết nè. Đơn giản thôi. Ốc Thanh Dân và mọi người có thể lấy khoảng 5-7 lá nha đam rửa sạch, gọt bỏ phần vỏ, lấy phần thịt, nấu với 3 lít nước, đun khoảng 15 phút, sau đó để nguội uống, hoặc là nấu xong có thể xay nhuyễn để uống nha. Cách tốt nhất là uống trước bữa ăn chừng 1 tiếng. Với lại dùng để hạ đường huyết thì đừng bỏ đường vào nha. Không thôi uống nước nha đam, đường huyết không hạ mà còn tăng thì thiệt là khổ đó. Tất nhiên rồi, ốc nghĩ rằng là kế hoạch sớm nhất của ốc là sẽ về và nấu nước nha đam uống liền luôn. Trời ơi, một công đôi chuyện luôn á nha. Ổn định đường huyết nè, mà lại còn giúp cho da mình đẹp nè. Ôi, vừa tốt cho sức khỏe, lại vừa xinh đẹp, ai mà không thích chứ. Mà thích thì... Còn gì nữa? Thì nhích thôi nha đam ha. Muốn nhích đi đâu thì nhích, nhưng chào khán giả trước đi nè. Ốc Thanh Vân xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả và hy vọng là những thông tin ngày hôm nay hữu ích cho quý vị. Còn bây giờ thì Ốc Thanh Vân nè, nha đam nè và Dr. Khỏe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt.